Đoạn clip của nhóm sắc màu quay bất ngờ viral và được nhiều người biết tới. Việc này vừa đem đến niềm vui nhưng cũng kéo theo không ít rắc rối cho cả nhóm. Các thành viên của nhóm Superstar vì ghen ghét, đố kỵ nên liên tục đâm chọt, khiến cho nhóm sắc màu bị cô giáo chủ nhiệm chỉnh đốn ngay trong lớp học. Chưa dừng lại ở đó, nhóm Superstar còn đang suy tính cho một kế hoạch lớn hơn đứng sau đó. Vậy kế hoạch đó là gì đây? Các thành viên nhóm sắc màu liệu có thể vượt qua những khó khăn sắp tới? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Nếu như ổng bả không bỏ trốn á, tụi này không có tìm được người đòi tiền á. Thì đâu có mất công lên đây mà đòi mày. Thì mày đã làm gì? Ba, nhà mình phá sản. Sao ba mẹ không nói gì với con hết vậy? Tôi nói bà là tính đàn bà vô dụng mà. Ông nói ai vô dụng? Tôi nói bà đó. Tình hình sao rồi mới đây? Tôi gọi sáng giờ mà không được. Bà bình tĩnh, đừng có rối. Bây giờ thử gọi cho bà con dưới quê xem có ai biết chuyện gì không. À, dì Út gần nhà chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi gọi dì Út thử. Alo dì Út. Mi Rai hả? Phải không con? Dì Út ơi, nhà con phá sản thiệt hả? À, chuyện đó. À mà sao con biết? Dì cho con gặp ba mẹ con đi. Hồi sáng giờ con gọi hoài không được. Ba mẹ con đang tạm lánh ở nhà dì nè. Thôi đưa điện thoại cho con nói chuyện với ba mẹ con ha. Mi Rai hả con? Ba đây. Ba. Ba. Nhà mình phá sản. Sao ba mẹ không nói gì với con hết vậy? Hồi sáng này á, mấy người dưới quê lên đòi nợ, con mới biết á. Xin lỗi con, tại ba mẹ mà con bị liên lụy. Mấy người đó có làm gì con không? Con có bị thương gì không con? Con không sao. Nhờ có mấy bạn cùng phòng á, nên người ta tha cho tụi con đi luôn. Mẹ làm ơn rồi. Hay để con về nhà. Con về nhà con đi làm trả nợ phụ ba mẹ nha. Đừng, con phải ở trên đó cố gắng học hành cho tốt. Vậy thì ba mẹ mới yên tâm mà tập trung làm kiếm tiền trả nợ được. Nhưng mà... không nhân nhị gì hết. Thật ra ba mẹ chỉ định ở nhà dì Út tạm vài ngày để kiếm cách xoay tiền, rồi cố gắng làm ăn trả nợ. Con đừng có lo. Dạ, con biết rồi. Con sẽ gắng học hành chăm chỉ để ba mẹ không phải lo. Nhưng mà ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nếu con muốn giúp ba mẹ thì ráng học tập. Thời gian tới con phải tự lập, trưởng thành và mạnh mẽ lên. Cả nhà chúng ta sẽ vượt qua cơn sóng gió này thôi con. Dạ con biết rồi. Tình hình sao rồi bà? Ba mẹ tôi đang lánh tạm ở nhà dì Út. Đợi qua vụ này thì đi làm lại để kiếm tiền trả nợ cho người ta. Con sức khỏe, con đi làm được là mừng rồi. Nợ thì từ từ trả. Thôi không sao hết, bà đừng lo nữa. Thời gian tới á, bà phải tập trung học hành để ba mẹ bà không có bận lòng. Tụi mình cũng còn cái job quảng cáo để giải khát Kirin á, cố gắng làm tốt đi, rồi lấy cái khoản tiền đó phụ gia đình Mirai. Tôi cảm ơn mấy bà nhiều nha. Bạn bè mà, giúp được thì phải giúp chứ. Cảm ơn cái gì, bà không sao là may rồi. Thôi đừng buồn nữa. Rồi giờ sao? Bà lại muốn đổ thừa tôi nữa không? Nếu bà không ra ngoài đường mà chơi suốt ngày đó thì có thời gian lo cho con rồi. Đâu phải nó lầm lầm lì lì rồi bây giờ nó sanh ra bệnh như vậy đâu. Có mỗi đứa con gái thôi mà bà lo cũng không xong nữa. Bởi vậy á, tôi nói bà là cái thứ đàn bà vô dụng mà. Ông nói ai vô dụng? Tôi nói bà đó. Ông hay quá ha. Ông giỏi quá ha. Còn ông thì sao? Nói là con của tôi không ha? Hả? Còn ông suốt ngày ra ngoài đường ôm ấp cái con bồ nhí đó hả? Rồi hả, ở nhà được mấy ngày tôi cũng phải ra đường tôi kiếm tiền như ông vậy thôi. Con Đông Đông á, nó bị trầm cảm, nó bệnh đi bây giờ á là do ông á. Bà nổi tiếng được rồi. Ông đó chứ còn ai nữa. Tôi nói. Ôi con gái con về nào vậy con? Dạ ba mẹ. Con về sớm quá vậy. Dạ. Nãy giờ á ba mẹ buồn quá rảnh nữa cho nên á tự nhiên cái tranh cãi ba cái chuyện ở trên mạng xã hội á
Ông này cũng rảnh ghê, tự nhiên cãi tôi quá trời quá đất cái chuyện của người ta. Kỳ vậy. Cãi con, bà uống nước đi cho mày. Con biết hết rồi. Ba mẹ đừng có giấu con nữa. Ủa? Có giấu gì đâu? Ba mẹ đâu có giấu gì con. Đâu có giấu gì đâu con. Con biết là cả ba và mẹ đều có hạnh phúc riêng ở ngoài. Trước giờ ba mẹ chỉ cố gắng là vì con thôi. Ba mẹ không cần phải diễn trước mặt con nữa đâu. Con không cần khung cảnh hạnh phúc giả tạo như này nữa. Con à. Mẹ, con không sao. Con trưởng thành rồi. Ba mẹ chỉ cần làm những gì khiến ba mẹ cảm thấy hạnh phúc, thì lúc đó con cũng hạnh phúc. Đó mới là sự hạnh phúc mà con cần, chứ không phải là cái hạnh phúc giả tạo trước giờ. Mẹ, con không sao đâu. Con trưởng thành rồi mà. Em Đông. Chào mọi người. Tôi nói chuyện với mọi người được chứ? Được chứ. Ngồi đi. Chuyện gì vậy? Tôi đã nói thẳng hết mọi suy nghĩ của tôi với ba mẹ rồi. Tôi nói là họ cứ làm những gì khiến họ cảm thấy hạnh phúc, không cần phải giao vờ vì tôi nữa. Sáng nay ba mẹ cũng vừa tâm sự với tôi. Họ quyết định sẽ ly dị. Tuy rằng sau này không thể cùng chung sống với cả ba và mẹ nữa, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có thể gặp nhau. Như vậy thì cũng đủ với tôi rồi. Chỉ cần ba mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Đông Đông, bà thật là mạnh mẽ. Sau này có chuyện gì thì bà cứ nói cho bọn tôi biết. Chuyện gì cũng được, bọn tôi sẽ luôn lắng nghe. Tôi rất muốn tâm sự chuyện này với ai đó, nhưng mà ngoài mấy bà ra thì tôi chẳng còn bạn bè nào khác. Cho nên... Cái bà này, bạn bè với nhau cả mà, khách sáo làm gì cơ chứ. Ủa, mà bà Mirai đâu? Hôm nay Mirai không đi học hả? Bộ... Mirai có chuyện gì hả? Nhà Mirai phá sản rồi, nên là tâm trạng của bà ấy lúc này không được tốt cho lắm. Lúc nãy bà ấy nói là muốn một mình để đầu óc thư giãn hơn. Mà không có Mirai ở đây thì thôi. Có Mirai ở đây á, mọi người hạn chế nhắc về chuyện nợ nần nhà cửa. Mirai biết được dùng thêm á. Nha. Anh sao vậy? Sao làm lơ em vậy? Anh với em có chuyện gì đâu mà nói. Anh nói vậy là sao? Bộ em làm gì sai hả? Bản thân em không có sai. Cái sai á là của ông bà già em nha. Gia đình em làm gì sai chứ? Nói đúng hơn là gia đình em không sai, mà cái sai của gia đình em á là phá sản. Sao anh biết chuyện này? Tặng hộp quà rẻ tiền, xong nói vài câu cảm động, vậy là mượn thêm một vài cũ. Ken ơi, mày khôn quá Ken ơi. Cái gì? Xạo, tụi này đâu có rảnh ha, cũng không có dư thời gian ha, mà đón xe từ dưới quê lên đây để mà xạo với con nhóc ranh như mày. Có trách á, mày trách ba mẹ mày đi. Nếu như ổng bả không bỏ trốn á, tụi này không có tìm được người đòi tiền á, thì đâu có mất công lên đây mà đòi mày. Tìm mày để làm gì? Nếu mà anh không biết thì chắc em cũng đâu có nói cho anh nghe đâu, đúng không? Nhưng mà chuyện gia đình em phá sản thì liên quan gì tới chuyện tình cảm tụi mình vậy? Liên quan chứ cô gái. Hơi bị liên quan luôn đó. Em nhìn lại từ đầu tới chân em đi. Có cái gì đáng để thằng Ken này yêu hả? Anh nói thẳng cho em biết, anh yêu em là vì tiền đó. Vì tiền của ông bà già em đó. Còn bây giờ gia đình em phá sản rồi, em có cái gì để anh yêu? Và kể từ ngày mai trong trường này sẽ có một tin đồn
đó là thằng Ken này đã đá đít cùng Mirai. Và anh xin khẳng định cho em biết, đó không phải tin đồn, mà đó là sự thật. Mọi người ơi, mọi người, nước Kirin nè, tôi mua đủ loại luôn á. Quảng cáo cái gì á thì mình phải hiểu rõ về sản phẩm mới đưa ra được idea chứ đúng không? Nè, cái này là Kirin Eye Plus Beauty, có chứa glutathione đến từ Nhật Bản, có tác dụng làm sáng da tự nhiên. Còn cái này nữa là Kirin Eye Plus Detox Việt Nam Việt Quốc, có chức năng thanh lọc tốt cho sức khỏe. Cái này nữa là Kirin Eye Muse, đây là sản phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, đánh thức tiềm năng bản thân, do có chứa Lactococcus Lactic Plasma, một sản phẩm lợi khuẩn đến từ Nhật Bản đó. À, còn cái này nữa, Kirin Latte vị cà phê. Cái này thì khỏi phải nói rồi, giúp cho tỉnh táo và tiếp thêm năng lượng. Mọi người nhớ chưa? Mọi người thử một ít rồi cho cảm nhận nha. Ủa, đi rồi. Sao bà không uống? Bà đang nghĩ về chuyện gia đình hả? Chuyện gì thì bà phải nói ra để biết đảng tụi tôi còn giúp đỡ nữa chứ. Anh Ken, anh bỏ tôi rồi. Anh Ken? Bỏ? Là sao? Ủa, hai người quen nhau từ khi nào mà sao tụi tôi không biết? Tụi tôi quen nhau được một thời gian rồi, mà tôi ngại nên tôi giấu mấy bà. Thiệt tình, bạn bè với nhau. Cái bà này. Rồi sao nữa, bà nói tiếp đi. Lúc nãy tôi đợi ảnh, rồi ảnh nói chia tay với tôi. Ảnh nói là nhà tôi phá sản rồi, nên không còn tiền cho ảnh lợi dụng nữa. Ảnh nói ảnh không thương tôi. Cái tên khốn khiếp đó, để tôi thay bà dạy cho nó một bài học, cho nó biết điều. Thôi mà. Không lẽ tới lúc này mà bà còn binh cho con người phụ bạc bà vậy nữa sao? Nhưng mà tôi với ảnh cũng chia tay rồi, nên bà kệ ảnh đi. Thôi được rồi, bọn này hứa là sẽ không đụng đến Ken. Nhưng Ken là một loại người như thế nào thì bây giờ bà đã rõ rồi hả? Rõ ràng hắn ta không phải là người tốt, sau này nhất định không được dây dưa vào hắn nữa, biết chưa? Tôi biết rồi, tôi không gặp ảnh nữa đâu. Trời đất! Còn chuyện gì vậy nè? Trời ơi, chuyện gì mà bà la làng như cháy nhà vậy? Còn hứa người chạy nhà nữa, mọi người xem đi. Trời ơi, kênh YouTube của tụi mình mất rồi. Sao rồi chị Thiên Duy? Kênh YouTube của mấy đứa biện ta hát rồi. Trời đất, ai mà ác nhân ác đức, rảnh rồi xính nông nổi, có việc gì làm hay sao mà tự nhiên đi hát kênh YouTube của tụi mình vậy không biết? Hát kênh YouTube á, không có đơn giản đâu. Phải là người có trình mới làm được. Anh nghĩ là người này cố ý hại tụi em đó, chứ không phải đơn giản trêu chọc đâu. Nhưng mà bọn em đâu có ghi thù chuộc oán với ai đâu mà họ phải làm như vậy. À, em nhớ ra rồi, nhóm Superstar, chỉ có nhóm đấy thôi chứ ai hết á. Chính xác, chỉ có nhóm đó thôi. Mấy bà từ từ bình tĩnh đi, có gì chắc chắn đâu. Mà cho dù có đúng đi nữa thì cũng không có chứng cứ, đâu có làm gì ba người đó được. Thôi, chị thấy Kim nói đúng á. Bây giờ việc trước mắt mấy đứa cần phải làm á là phải tập trung lấy lại cho bằng được cái kênh YouTube của mấy đứa. Chứ bây giờ ngồi đó đón già đón non á, chị thấy không có hay đâu. Vậy anh với chị có cách nào giúp bọn em lấy lại kênh YouTube được không? Phong, mấy chuyện này anh cũng bó tay, phải là người có chuyên môn thì mới được. Nhưng mà anh có quen với một IT, tụi em thử liên hệ coi như thế nào. Đây là Facebook của ảnh đúng không ạ? Ừ.
Có để giá nữa nè. Trời ơi, giá đắt vậy sao bọn mình có tiền thuê được? No. Chuyện này chắc tụi em phải suy nghĩ thêm rồi mình tính tiếp ạ. Thôi nè, đừng có buồn quá, rồi anh chị sẽ tìm cách giúp đỡ mấy đứa nha. Dạ. Tụi em cảm ơn anh chị ạ. Mirai. Bà vẫn còn nghĩ đến chuyện của Ken đúng không? Không, tôi đâu có. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Chuyện tình cảm đâu phải nói dứt là dứt được chứ. Mà bà thấy tôi ngốc lắm phải không? Sao mà ngốc chứ? Rõ ràng là bà bị người ta lừa. Có trách á là trách cái tên Ken đó quá xấu xa. Nếu mà bà không nói, tụi tôi cũng không biết á hắn là loại người như vậy nữa. Mà cho dù có buồn thì bà cũng phải mạnh mẽ lên. Mới chia tay á, có thể là còn nhiều vấn dư, nhưng mà tuyệt đối là không được tha thứ cho hắn, không được mềm lòng trước hắn, biết chưa? Ừ, tôi biết rồi. Ê, ê, hai ba quả clip được share trên group Lập Minh chưa? Mọi người đang ban tặng xôn xao với nó. Rất gì mà xôn xao vậy nếp? Thì clip đánh ghen đó, có người phụ nữ cùng lớn tuổi rồi mà đi cặp bồ với người đã có gia đình nên bị vợ ông ta đánh cho sấp mặt luôn, còn quay clip đăng lên mạng giăng mặt nữa. Mẹ,